don't understand me, it's good. So this is what you're gonna do. I say one or two sentences. Đây là thầy mình rồi đúng không? These guys, these overweight here, are you, especially you ladies here, they have this long face. They were very scared. So first of all, it's not a lecture, okay? Most important, it's not an exam. So feel, make yourself feel good, relax, okay? It's kind of like discussion, okay? So if you don't understand something, that's fine, this is why you are here. Feel free to say, hey, I don't understand this. And then we explain again. If necessary, we explain 10 times. So, most importantly, don't make yourself too serious. Should be like more like a little bit interesting, a little bit useful, but can't definitely not like. And we have some cameras here, but people make the life difficult, so I will walk around just to make it easy. So feel free to misbehave anytime. Thank you. So we have a topic today. It's by the way, raise your hand if you know this company. One hero only. You know what is this, right? Which company is this? second best answer. Very good. This one is a private company. It used to be a startup only just like 8 years ago or 9, something like this. It's a new company. Okay. Công ty này là một công ty chỉ 8 năm trước thôi, nó mới là một công ty khởi nghiệp. Và sau 8 năm là chính là ra thị trường. There is a guy in the US. His name is Elon Musk. Ở nước Mỹ thì có một cái ông tên là Elon Musk. And this guy and his company, which is again started as a very small startup. Ông này là một với cả những người mình đã mở ra một công ty khởi nghiệp. Can do their business in level technical part better than NASA, better than the Russians, better than the Indians, the Japanese, the Europeans, the French, and everyone else. A company is much more advanced in technology than even NASA. Okay, đây là một công ty mà có những cái kỹ thuật hiện đại hơn thậm chí là NASA, thậm chí cả châu Âu, thậm chí cả nước Pháp. But I said too much. So nobody in the history could manage two rockets come back from the space in the same time and land just a few hundred meters far from each other in the same time in a simultaneous way. It's technically the state of the art. It's the best ever. What is it for us today? A small company can be smarter than even the biggest organizations. Vậy điều này có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay? Ý nghĩa là một số công ty thậm chí có thể là sẽ tuyệt đối hơn cả những cái tổ chức có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất trên thế giới. So I have a question for you. Who want to work for a big company? Nào, bây giờ tôi có câu hỏi cho các bạn. Ai muốn làm việc trong một công ty lớn nào? Terrible. Okay. Same question, other way around. Who does not want to work for a big company? Now, I không muốn làm việc trong công ty lớn nào. Good. You are in the right place today. Hôm nay là các bạn đang đứng ở kiểu đúng rồi đấy.
I will explain to you later today why is it fun to work for a small company and why is it boring to work for a bank, state-owned company, large organization. It's all boring. Vậy là trong bài chương trình ngày hôm nay tôi sẽ giải thích tại sao là làm việc cho những công ty nhỏ sẽ rất thú vị, trong khi làm việc cho những cái doanh nghiệp nhà nước hay công ty lớn thì nhiều khi rất là nhàm chán. So we have a good measurement. In the beginning of the lecture or this kind of workshop, only three of you want to work for a small company. Vậy là mở đầu bài giảng ngày hôm nay thì chỉ có 3 người không muốn làm cho việc cho công ty lớn được không? No, it's fine. It's fine. If I do my job well, 1 hour later, I expect a little bit more. So we will measure the efficiency of this lecture. What is the level of motivation? If like even just one more out of this huge crowd want to be an entrepreneur or start join a startup, it's already meaningful. Okay. Vậy là chúng ta sẽ đợi đến sau khi bài giảng này kết thúc và thử xem có bao nhiêu người đồng ý sẽ làm trong việc trong công ty nhỏ nhé. Như thế thì đây có thể coi như là cách để tôi có thể xem thử bài thuyết trình của mình có hiệu quả hay không. I myself am in this entrepreneurship field for like 20 years. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực doanh nhân này trong rất là nhiều năm. I used to work for successful startups. Tôi đã từng làm việc cho những cái công ty khởi nghiệp rất là thành công. And some of them were disaster. Nhưng mà một số công ty khởi nghiệp cũng là thảm họa. No, it's called experience. Nhưng mà tất cả những cái trải nghiệm đấy đều rất tuyệt vời. We will see later, this is kind of the attitude of entrepreneurs, how we develop ourselves and our skills and our organizations. Mà sau đây tôi sẽ cho các bạn thấy được cái tinh thần của doanh nhân, tinh thần doanh nghiệp, làm thế nào để chúng ta có thể phát triển được những kỹ năng của mình. So here, one of the messages I would like to insert in your brain, entrepreneur eventually is a problem solver. It's a creative, tireless problem solver. You will see the details. Okay, đây là cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn. Các doanh nhân đều là những người giải quyết được vấn đề không biết mệt mỏi và lúc nào cũng đầy sáng tạo. Nào, cứ gọi đi về. So first of all, I think all of you heard about startups, entrepreneurs. Đầu tiên thì tôi muốn hỏi tất cả các bạn, đã nghe về công ty khởi nghiệp và nghe về doanh nhân rồi chứ? Nah, that's nice. So, we have one more thing time for information. You think you will sit here for an hour and just listen to me? Quên mất, tôi còn một điều chưa nói. Chắc hẳn các bạn nghĩ ở đây các bạn sẽ chỉ ngồi như thế này và nghe tôi nói trong vòng một tiếng thôi đúng không? The reality is, I will speak a little bit, then you work, I listen to you, and we will discuss in the end. So let me be. Okay, mà thực ra là thế này, tôi sẽ nói một lúc, sau đó thì sẽ đến phần việc của bạn, các bạn sẽ làm việc với nhau. Và tôi sẽ có thời gian lắng nghe kết quả của việc các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. So there will be three kind of chapters. I will speak a little bit. There will be some individual work, teamwork, and you will hold presentations with you. Vậy là tôi bắt đầu bài thuyết trình của mình. Sau đó thì mọi người sẽ làm việc đầu tiên là cá nhân này. Sau đấy làm việc theo nhóm này. Sau đó thì các bạn sẽ có bài thuyết trình của riêng mình ở đây. I advise you to fall asleep. Tôi hy vọng là các bạn sẽ cùng ngủ vậy. So these are the words about startups. I'm pretty sure you heard most of it, and I'm very much surprised we have vast majority of ladies here. Okay, so trên mạng đây chúng ta có tất cả những từ liên quan đến khởi nghiệp, và tôi khá là ngạc nhiên vì hầu hết các bạn ngồi đây ngày hôm nay đều là các bạn nữ cả. Okay. Where are the boys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 7 bạn trai. Okay. Okay, you know these guys, right? Các bạn biết những người này không? Yes. This is the rocket guy, Tesla, and he has like 5 companies at the same time. I don't know what he does. It's like really, really amazing. Elon Musk này chính là người đã đứng sau hai quả tên lửa của này. Tôi đã cho các bạn xem hình ảnh. Và hiện nay thì ông ấy đang nói chung nắm quyền điều hành tận 5 công ty. Recently, he has a little bit of problem with the, how to say, telling the truth.
bây giờ thì ông này đang vướng phải một số cái scandal. So sometimes, you know, marketing and what he promised is much more advanced than he delivers, but he delivers later. Được rồi, thì các bạn hiểu đấy, thỉnh thoảng chúng ta không quảng cáo những cái gì mà chúng ta thực sự bán. Đôi khi chúng ta quảng cáo trước, sau đó thì chúng ta mới cung cấp cái sản phẩm sau. But you know, this is the guy who has his own car factory. Car manufacturing, car factory. À, như các ông bạn thấy đấy, đây là cái người đàn ông mà có cái so he has his own rocket company. Ông này có công ty sản xuất tên lửa riêng. So he is the guy who take his car in the rocket and send to the sky. Ông này là người đã gửi những đoạn tên lửa này trên. So this guy is a little bit controversial, probably not like, yeah, a bit, but you know, he delivers what he said. Ông này đã hoàn thành được tất cả những điều mà mình nói. I'm pretty sure you are familiar with. These gentlemen, many of you are the slave. These guys. Yeah, we are not customers. We are all slaves. Slave. Yeah. Yeah, I forgot to mention something. I'm from Hungary. Therefore, English is not my first language. I have a very weird Central European accent when I speak English. So sometimes it sounds like Russian. It's not. So if you don't understand something, it's fine. Okay, just like raise your hand. So you are very familiar with these guys. You have clients and customers of these. But let's start with the basics, because we are all talking about entrepreneurs, but eventually nobody knows what entrepreneurs are, right? Vậy là tất cả những người đàn ông vừa được trình chiều trên app đấy, có nghĩa là tất cả các bạn đều biết. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta quay về câu hỏi cơ bản nhất, cuối cùng thì công việc của một nhà doanh nhân là gì? Bit of definition. That will be the only theory. The rest will be just a story of life. So the entrepreneur. Tôi không định đưa ra một cái định nghĩa đâu. Đây chỉ là một cái. So it's a human being, right? Human being. Anyone else? Human being. Person. Ví dụ như khi mà tôi nhìn xung quanh thư viện này, tôi nghĩ là chúng ta có thể nhìn nó thành một cái
something unique there, okay? Something special. Vậy thì đây là những cái ý tưởng mà đơn nhất công nghiệp. After that, so this person will take a risk of implementing this idea. Okay. Ngoài ra, sau khi có ý tưởng xong, thì người đấy phải có cái khả năng làm chịu rủi ro để thực thi cái ý tưởng này. Why is it important? Because you guys are well educated, right? You're well educated, right? Okay. Tại sao chuyện này lại quan trọng? Tôi tin chắc là tất cả mọi người ở đây đều là những con người có được giáo dục, nhận được giáo dục rất là tốt, đúng không nhỉ? You should be smart enough. Therefore, sometimes you have a good idea. Bởi vì các bạn thông minh, nên nhiều khi các bạn sẽ nảy ra ý tưởng. But what is the value of an idea? Nhưng mà cuối cùng thì giá trị của ý tưởng là như thế nào? That's one of the trap, one of the misunderstanding. Some smart people think that if they have a very good idea, they will be rich tomorrow because of the idea. Thế nên đây là nhiều khi nhiều người cảm thấy băn khoăn bối rối về điều này. Có rất nhiều người rất là thông minh nghĩ rằng hôm nay họ nảy sinh một ý tưởng rất là tuyệt vời và ngày mai họ sẵn sàng sẽ trở nên giàu có vì ý tưởng này. The reality is that the value of your idea is okay. Sự thật thì vào lúc đấy thì cái giá trị của ý tưởng của bạn chỉ là không. Without implementation, if you can't set up an organization, you can't bring your product to the market, you can't sell it, it's a nice idea, and honestly, nobody cares. Trên thực tế rằng nếu mà bạn không thể tổ chức được thêm một tổ chức này, một công ty này, sau đó thì đưa sản phẩm của mình đến với thị trường, thì cái ý tưởng của bạn mãi chỉ là ý tưởng thôi và là bạn là không cần. So also, entrepreneur should be a leader of a company. Ngoài ra thì một doanh nhân còn phải là người đứng đầu, lãnh đạo công ty của mình nữa. It's never a one-man show, so you can't be really successful in a larger scale if you are on your own. Okay, bạn không bao giờ có thể hiện thực hóa được ý tưởng của mình nếu mà bạn chỉ một mình. You can make money as a blogger, influencer. You can post a lot of video to YouTube. Bạn có thể làm blogger, bạn có thể đưa rất là nhiều các video lên YouTube. You are not an entrepreneur. Also very important, full responsibility for... If you ask me what is the key of entrepreneurship, is execution and execution and execution. Make things done. Okay. Như các bạn thấy đấy, một điều quan trọng nữa là một doanh nhân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc thực thi ý tưởng của mình. Nếu các bạn muốn hỏi tôi cái điều quan trọng nhất đối với cả một doanh nhân là gì, tôi sẽ nói là thực thi. What execution means in the level of practice? Thực thi có nghĩa như thế nào trong lĩnh vực nào? You should be quick. Các bạn phải nhanh chóng. Efficient. Hiệu quả. On time. Đúng rồi. Yes. But this is my favorite example. This is what we just discussed a little bit. When I have a new colleague in a company I work with, in the first time he or she asks what the deadline is. Lần đầu tiên mà họ hỏi tôi là khi nào thì là hạn cuối. My favorite deadline is. Thì lúc đấy thì hạn cuối mà tôi thường hay nói với họ là. Yesterday. Ngày hôm qua. Seriously. Thật sự đấy. If you are an entrepreneur, if you are an owner of your company, you don't have time. Nếu mà bạn là một doanh nhân và bạn là chủ doanh nghiệp, bạn không có thời gian đâu. No excuse, because all the responsibility is yours. Chẳng có lý do nào, cớ nào bạn có thể đưa ra được vì bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. You can't blame anyone. Các bạn không thể đổ tội cho ai khác được. If you manage your company well, you will be successful. Nếu mà các bạn quản lý công ty mình tốt thì các bạn thành công. So sometimes you have to, sorry to say, but kick the ass of your colleagues. Nên thỉnh thoảng các bạn phải đá vào mông và đẩy các đồng nghiệp của bạn phía trước. And force them to work. Và bắt họ phải làm việc. It's part of leadership and part of execution. Okay, đây là một phần của kỹ năng lãnh đạo, một phần của khả năng. Last two words here. Success or failure.
hai từ cuối đây, thành công và thất bại. Most of the startups, especially when you do it first time, fails. Hầu hết các sản phẩm, đặc biệt là khi sản phẩm mới được hoàn thành lần đầu tiên, đều chịu phải thất bại. My first startup, I joined. I was not founder. I was number three in the company. Cái công ty khởi nghiệp mà tôi tham gia đầu tiên thì thực chất là tôi cũng là chủ tịch, mà tôi chỉ thứ ba trong công ty thôi. It was really a big success. Thật sự là một thành công vang dội. Probably you know the multi-level marketing company Amway from the US. Có thể là các bạn nghe tên rồi, đấy là công ty Amway ở Mỹ. Amway. Mỹ. So, the company bought our company. Chính công ty này đã mua công ty rồi. So we started in the 1st of January with 3 people. Chúng tôi đã bắt đầu vào tháng 1 với chỉ 3 người. At the end of the year we had 35. Và cuối năm đấy thì chúng tôi có 35 người. End of second year, 75. Và sau đó, năm sau đó thì có 75 người. And the owners could sell the whole company for Amway for millions of euros. Và cuối cùng thì người thành lập đầu công ty đã bán cho Amway với giá 1 triệu đô la. Yeah, sadly I was not an owner. Buồn quá, tôi không phải người thành lập công ty đấy. So I told myself, okay, I have to be an owner, so I set up my first company. Vào thời điểm đấy tôi nghĩ rằng ok được rồi, bây giờ tôi phải tự lập công ty rồi. So the first night we made online marketing campaigns, websites, e-commerce shops. Bây giờ tôi làm đủ lắm kiểu này, thiết lập công ty này, sau đó thì đưa nó lên trên mạng này, thiết lập website, quản lý này. And it was disaster. Và thật sự đấy là một thảm họa. We were in different market, different team, different whatever. I made a lot of mistakes at the age of 23 something. I was 23. Okay. Chúng tôi làm ở trong một hoàn cảnh khác, thị trường khác, thì làm với những người khác thì có thể đây là lý do. So we kept the company alive for 5-6 years after that closing. Chúng tôi vẫn cố gắng được sống lại trong khoảng 5-6 năm, yes. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi đã phải đóng cửa công ty. Luckily after that I made some different magic. Okay. Nhưng mà sau đó thì rất là may mắn là tôi đã có thể chuyển mình được, tôi đã tạo nên một số các phép màu. The message here is failure is part of entrepreneurship. Thông điệp của tôi ở đây là cái thất bại là một phần của doanh nhân. Most of us who are whatever level successful in entrepreneurship fail at least once. Dù là bạn có doanh nhân thành công như thế nào thì chẳng nữa, trong quá khứ lịch sử bạn luôn luôn có những thất bại. And yeah, prepare yourself. If you set up your own company, most probably at least once in your career, like something like this. Nếu mà các bạn muốn trở thành doanh nhân thì hãy tin tôi, trong cuộc đời phát triển sự nghiệp các bạn sẽ gặp ít nhất một thất bại. Now that's a good theory, a little bit more practical. Who can be an entrepreneur? What do you think? Is it safe for someone specific, someone with different mindset? Or entrepreneur should be someone who is very special or not. I will give you some examples. Okay, được rồi. Okay, tôi muốn chuyển hóa. Bây giờ thì chuyện sẽ chuyển sang cái gì đó nó thực tiễn hơn nhá. Ai có thể trở thành một doanh nhân được? Có phải người đấy suy nghĩ khác trong người bình thường không? So here, surprisingly, all males and probably a little bit older than the mean age. Mọi người thấy đấy, hơi ngại nhiều một chút, nhưng mà những cái doanh nhân thành công của tôi trong thời thế này thì hầu hết đều là trẻ nam giới đấy, và có vẻ là tuổi cũng đã. That's why I was surprised to see. Where are the other guys? You guys are heroes, but where are the others? Okay, vậy nên tôi hơi ngạc nhiên một chút là khi mà tôi nhìn quanh thì tôi thấy rất ít nam giới đấy. So some example. Sorry for the people. She is 18 years old now. 18. She was 15 when she set up her company. She is in a business I completely not able to understand at all. Công việc kinh doanh của ấy, tôi phải thú thực là tôi chẳng hiểu gì cả. Cosmetics. Kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. I have no idea why ladies choose this
lipstick, not the other one. Tôi chẳng hiểu tại sao mà các bạn nữ lại chọn cái loại son này trong khi lại từ chối loại son khác. She knows and she's very successful. Nhưng mà cô lại biết, và đấy là lý do tại sao cô ấy thành công. She is a bit older. Nữ này thì già hơn một chút. Almost 80. Có khoảng 80 tuổi rồi. She looks better than I ever before. Nhưng mà bà ấy có một cái thân hình kiểu chắc và đẹp hơn hẳn so với tôi. Tôi kiểu nghe được thân hình cao. And she had a kind of normal average life until the age of 56. Cho tới năm 56 tuổi thì bà vẫn sống một cuộc sống rất là bình thường như bao người khác. If I remember her story well, she got sick, so this is why she started to practice and build herself like this. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì sau khi bà ấy bị ốm, bà phát hiện ra sự quan trọng sức khỏe bắt đầu. And we can consider her as entrepreneur because she has some special trainings, again in the body, special trainings for elderly people to stay healthy. Chúng ta có thể coi bà là doanh nhân được bởi vì bà tổ chức khóa đào tạo cho những người So ladies, even at the age of 15 or the age of 18, you can do business. Vậy nên các bạn ạ, kể cả ở tuổi 15 hay là tuổi 80 chẳng nữa, các bạn vẫn có thể làm một cái thành công. And one more example. Do you know this name? Anyone? Anyone? Có ai biết cái tên này không? He is very famous. Ông ấy rất nổi tiếng đấy. I help you a little bit. But the other question is like who should or who should not be an entrepreneur because
doanh nhân thì các bạn phải có được rất là nhiều các cái phẩm chất mà tôi liệt kê đây. I will explain all of them one by one, briefly. Tôi sẽ giải thích tất cả những phẩm chất này từ phẩm chất một ngắn gọn thôi. But I suggest you to make some kind of checklist for yourself. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là các bạn sẽ làm một cái list để cho bản thân mình. When we go through these elements, ask yourself, am I there or not? Am I in this category or not? Meets my personality or not? Okay. Lúc mà các bạn nghe tôi giải thích ý, thì hãy nghĩ trong đầu mình xem là liệu mình có cái phẩm chất đấy không. And if you have like 6-7 out of these all, you can have a good chance. Nếu mà các bạn có được khoảng 6-7 phẩm chất thì có nghĩa là các bạn sẽ có cơ hội cảm đạt thành công cao. First of all, entrepreneur should be open-minded. Đầu tiên thì một người doanh nhân thì phải có đầu óc cởi mở. Why is that? Tại sao thế chứ? Because you can't do anything, everything on your own. Tại vì rõ ràng là các bạn không thể tự thành công nếu mà chỉ làm một mình được. You will need colleagues to listen to, work with, set up something together. Các bạn sẽ phải làm điều gì đồng nghiệp của mình, sẽ phải phối hợp này. Sẽ phải lắng nghe họ và sẽ phải cùng họ xây dựng. And you know those kind of people for your team who can do few elements better than you do. Và các bạn phải biết được rằng là trong số những người đồng nghiệp làm việc giống với mình, họ sẽ tốt những cái mảng này nhiều hơn là so với mình. So if you find yourself in a meeting room with your team and you seriously think that you are the smartest in the room. Nếu mà các bạn đang ngồi giữa những người khác, những người làm việc của mình trong căn phòng và thật sự nghĩ rằng mình là người thông minh nhất trong số những người ở đây, that's a wrong thing. Đây là điều hoàn toàn sai trái. So the best team you see there is an entrepreneur and you know this and this and this guy, he's better in finance, she's better in marketing, she's better in logistics, so whatever. So you have to pick your team according to this kind of with this mentality. Thay vào đó thì các bạn phải hiểu rằng người này mạnh mảng này, người kia mạnh mảng kia và phát triển cái team của mình dựa trên những cái hiểu biết đấy. Second of all, focus. Điều thứ hai, phải luôn luôn tập trung. So this Elon Musk guy is not a good example. Elon Musk thực ra là không phải là một cái tấm gương điển hình cho cái phẩm chất này. No human being can run 5 companies in the same time at this level like he does. Probably it's a UFO. Thực sự thì không phải ai cũng như Musk có thể chạy điều hành được 5 công ty cùng một lúc. Có thể là anh này đáp UFO từ một hành tinh nào khác rồi. You can focus on one, maybe two things. Thông thường thì mọi người chỉ có thể tập trung được khoảng 1-2 thứ cùng lúc thôi. I'm telling you this because it's interesting how in different culture entrepreneurship works. Tôi muốn nói với các bạn điều này bởi vì tôi nghĩ rằng là tinh thần doanh nhân cũng có một sự khác biệt nhỏ giữa các nền văn hóa khác nhau. If you go to a business school in the United States, nếu mà các bạn đến học trường kinh doanh ở Mỹ, they will keep repeating that for you. You have to have more business. You have to focus. You have to do this, only this, until you are successful. Người ta sẽ khuyến khích bạn tự lập này, tự khởi nghiệp này. Sau đó thì người ta sẽ chỉ cho bạn là bạn phải làm cái này, bạn cần làm cái này cho tới khi mà bạn đã. Here in Vietnam, I see something different. Ở đây Việt Nam thì tôi cảm thấy là các bạn có một sự khác biệt. Many successful business people, entrepreneurs, they have two or three different businesses to balance the risk. Thường thì các doanh nhân ở Việt Nam gần như là có khoảng làm việc trong khoảng 2-3 lĩnh vực. Họ muốn làm thế để có thể cân bằng rủi ro của mình. But they are senior and experienced, so first time you do your first business, focus on only one thing. Nhưng mà nếu mà các bạn mới khởi nghiệp ấy thì lúc đầu bao giờ cũng nên tập trung vào một thứ thôi. Third one is influential. What influential means? Còn thứ hai là tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng nghĩa là gì? You can convince your team to work with you and for you and for your vision. Ok, đấy là cái khả năng của bạn để có thể thuyết phục những người làm việc cùng mình, làm việc với bạn, phối hợp với bạn và hướng tới cái tầm nhìn mà bạn đặt ra. Somebody has to trust you. Tất nhiên là họ phải tin tưởng bạn. Next one is willful. Điều thứ hai đó chính là sẵn sàng. What does it mean? If I tell you tomorrow the company will be in this stage, or this is what I will do? Điều gì xảy ra nếu mà
tôi bảo với các bạn rằng là ngay ngày mai thôi thì công ty sẽ lạnh. I have to reach it. Tôi sẽ phải đưa ra lý do tại sao lại. So this is like, again, Elon Musk is a good example. Elon Musk is a good example. Lúc này thì Elon Musk là một cái tấm gương rất là sáng. He said that he will have his rockets. It was much more difficult than he ever imagined. He was late by a few years, and eventually he delivered all this. Vào cái thời điểm mà ông ta nói rằng ông ta sẽ gửi hai quả tên lửa lên trên vũ trụ thì cái việc đó rất là khó để xảy ra. Nhưng sau khi mà ông này nỗ lực và ông này đã thực hiện được điều đó. Modest, the next one is a kind of characteristic. And you should be a leader, but you have to be able to tell your team you are together, you are part of it. Leader is part of it, not a god or whatever he or she says is right. Rõ ràng thì một doanh nhân là người chủ và lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên thì các bạn không phải nghĩ rằng mình là thần, mình phải tạo điều kiện tất cả, mình là một bộ phận của tổ chức mình lập ra. Next is self-reflecting. Thì còn cái thứ hai là sao tự xem xét ạ? Có thể là sẽ khó giải thích được một chút đây. Something like I'm checking myself from an external point of view. I look myself and the team, my behavior, what I do is right or not, where I make mistakes, how to fix it. So I have this kind of self-reflection about even not just the company but myself. Như kiểu là các bạn sẽ đặt mình ra một vị thế bên ngoài, coi như mình là người thứ ba, nhìn ngắm lại tất cả những gì mình đã làm, xem tôi làm việc như thế ổn thỏa chưa, để một cách để xem xét lại bản thân mình. Next one is process oriented, but I would say it's like more like being efficient. Điều tiếp theo là định hướng vào cái quá trình làm việc. Tuy nhiên thì tôi sẽ tóm gọn lại câu là phải làm việc hiệu quả. Again, in reality, what does it mean? If we have this lecture or this meeting 10 in the morning, and I'm in charge of it, I'm not there 10 in the morning, I'm there at 9:45, check the environment, technical leads, go through the presentation to see if anything goes wrong or not. Một cách chính thức thì tại ra bài thuyết trình hôm nay diễn ra vào lúc 10 giờ. Và tôi đã có mặt đây từ lúc 9 giờ 45 để tôi xem mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, slide được chuẩn bị tốt chưa, kỹ thuật ra sao. Because eventually I'm in charge of the quality. Somebody else, if you remember, responsibilities. So it's my responsibility to make everything done. Vì sau cùng thì chất lượng của bài thuyết trình này là do tôi phải chịu trách nhiệm. Vậy tôi muốn kiểm soát. Next one is charismatic. We partially discussed about that. Charismatic is people like following just because of yourself. Okay. Điều thứ hai là sức lôi cuốn của bản thân. Tôi nghĩ là chúng ta đã nói rất nhiều về điều này. Cái sức lôi cuốn của bản thân giúp các bạn có được sự lòng tin người khác và giúp người khác theo chân bạn. Empathetic. Và điều tiếp theo, sự đồng cảm. You have to be able to listen to colleagues, to clients, and see where things are wrong. You have to sense the feelings, the mood of your colleagues. And you have to understand if you overforce them. Điều tiếp theo là đồng cảm. Các bạn phải lắng nghe những người làm việc cho mình, những khách hàng của mình này. Các bạn phải biết được là vấn đề nằm ở đâu. Và các bạn phải biết là liệu đến cái thời điểm nào thì như là mình phải ép các cái nhân viên dưới quyền hơn quá. Last one is daring. Daring is more like risk taking. Entrepreneurship equals risk taking. You do something new, nobody has before. Your team, you limit resources. Okay. Cái cuối cùng thì đó chính là dám nghĩ dám làm. Bạn sử dụng cái nguồn tài nguyên mình sẵn có để làm những điều mà trước đó chưa ai làm. And the whole world is against you. Cảm tưởng như là cả vũ trụ đang chống lại bạn. One of my favorite questions and top startup people, entrepreneurs. So who is the biggest enemy of your startup? Một trong những câu hỏi mà tôi thích hỏi các doanh nhân nhất là ai là kẻ thù lớn nhất của bạn? Viewing? Not bad. Any other? Okay. Second best option. Anyone else? I'll tell you. What? The biggest enemy of your startup business is your family.
gồm điều mà tôi muốn nhấn mạnh các bạn đây thì kẻ thù lớn nhất của sự khởi nghiệp các bạn là chính là gia đình. Seriously? How it works? You start something new? You talk to your mom, your father? Câu chuyện như thế nào nhỉ? Các bạn cứ bắt đầu cái gì mới, các bạn kể bố mẹ mình xong bố mẹ các bạn kiểu kiến tạo. So, parents, boyfriend, girlfriend. Thậm chí là người yêu này. Most probably they love you, okay? Nói chung là hầu hết mọi người như thế là bởi vì họ yêu các bạn. So they want the best for you. Và họ muốn mang tới những điều tốt đẹp nhất cho bạn. I mean, their best. The best what they think is the best for you. Những điều mà họ nghĩ là tốt nhất cho bạn. What is that? Go for a state-owned company, big company, bank, stable money, not really challenging, but you can have your salary any month, every month, right? Và bạn đến làm ở nhà hàng, ngân hàng lớn này, doanh nghiệp nhà nước này, bạn sẽ có được tiền lương ổn định và không phải chịu bất cứ rủi ro gì. What if you fail? You will have a lot of difficulties, you will lose money, you will lose your face, what the neighbors will think about you. Nếu mà con bây giờ thất bại thì sao? Sẽ mất mặt này, mất tiền này. Bây giờ nhìn bằng những người hàng xóm xung quanh như thế nào? Especially like, you pay your tuition fee in the university to secure your life. Cảm tưởng như là cái số tiền mà bạn đóng cho trường đại học ấy sẽ đảm bảo cuộc đời bạn. Is that family? Right. Okay, so you have to be persistent. You have to be stubborn. Vậy các bạn phải thật sự quyết tâm. And especially first time you have your company. Đặc biệt là khi mà các bạn khởi nghiệp lần đầu. You don't have any proof, any evidence, any track record, any success before. Bạn chưa có kinh nghiệm gì cả, cũng chưa có thành công nào trước đó. And everyone will challenge you. Tất cả mọi người sẽ xuống vào và thách thức cái ý tưởng của bạn. And the business is fine. It's okay, it's fine. Thực ra thì cái công việc kinh doanh cũng. But there is a Lunar New Year Tết comes. À đúng rồi, và sau đó thì Tết tới. You go to countryside, meet the relatives. Các bạn về và gặp họ hàng. Questions, you know. Bắt đầu một đống câu hỏi. You have boyfriend or girlfriend already or not? Có người yêu chưa? If you have, when will you get married? Nếu mà có rồi thì bao giờ cưới? If you are married, when the first kid comes? Nếu mà cưới rồi thì bao giờ có con? If you manage this well, same with everyone. Then the next question is, okay, what about job? Nếu mà các bạn trả lời được hết tất cả các câu hỏi đấy rồi thì lại một câu hỏi khác nữa. Ơ thế còn công việc thì sao? If you have a job in the ministry of whatever. Nếu mà có một cô ở công việc. Even you are the one who make the coffee. Ví dụ là làm cà phê hả? They will tell you you are successful and your future is brilliant. Thì họ sẵn sàng nói là bởi vì tiền lương ổn định như thế, kiểu gặp từng tương lai được đảm bảo đấy. If you have a small company, even you don't have any client from Vietnam only, from Japan or the US. Nếu mà các bạn đang điều hành công ty nhỏ và khách hàng của mình không phải ở Việt Nam mà từ các nước ngoài. They will say, oh, is that? Người ta sẽ kiểu, what? Cái gì đấy? Smart up. Để làm gì cơ? So like in every like day life or for birthdays, you can probably you can manage it well, but you know to sell your story and your will to family, it's not that easy. Nhiều khi thì việc thể hiện quyết tâm của mình và thể hiện ý tưởng của mình cho gia đình cũng không phải lúc nào dễ dàng. And as long as you make money, it's fine. Miễn là các bạn kiếm ra tiền sẽ ổn thôi. What happens if you fail? Nhưng mà vấn đề là khi mà các bạn thất bại thì sao? Everybody in the family is very smart and say, I told you, I told you. Tất cả mọi người sẽ vô cơ của bạn, tôi đã bảo rồi. First of all, they never tried. They never tried, most of them. Vì hầu hết tất cả mọi người đều hài lòng và không bao giờ thử nghiệm. They have no idea how much effort you have to together and focus on something. Even just for limited success. Người ta không thể hiểu nổi là bạn đã có nỗ lực và cố gắng như thế nào để giành được. You can hear that. You will hear that, yeah, I told you, better go to the bank. Bạn sẽ nghe các câu như kiểu đấy, chú cô đã bảo rồi, con đi làm ở trong ngân hàng đi, phải không? Or make the coffee for the minister. Make the coffee for the minister. Hay là pha cà phê cho chủ tịch. Okay, little bit of test. We have 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So who think he or she has 10 of these characteristics? Ai ở đây nghĩ rằng mình có khoảng 10 cái phẩm chất được liệt kê ra đấy? NASA. Bao nhiêu phẩm chất nào? So, who has 9? Ai có 9 không? 8. 8 nào? We have to talk. 7. 7. 6. 6. 5. 5. You said 5, right? Raise your hand. Có lẽ bảo có 5 không nhỉ? 5. 4. 3. 3. One, at least one. Nhất là phải có một chứ. Okay, we have to go to bed. Okay, it will be useful later once you start your company. And a few other things about I already started to mention. How is the day life of an entrepreneur? Ngày trong cuộc sống của một doanh nhân thì gồm những gì? So check this. Hãy nhìn vào đây. Use wake up in the morning. Three coffees just like I do. Bạn tỉnh dậy buổi sáng uống tận 3 cốc cà phê và trở nên rất là hưng phấn. And you tell yourself, nah, that's the day I will change something. Và bạn vỗ tay bảo, ok được rồi, em mới bắt đầu rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi cái gì đấy. I will have the influence, I will change the world and it's happening. Rồi tôi sẽ tạo nên ảnh hưởng, tôi sẽ thay đổi thế giới. So it's 7 in the morning. Lúc đấy là 7 giờ sáng. 7:30. 7:30. First difficulty, you just open your laptop, see the emails from your clients or colleagues and see them. 7:30, bạn mở máy tính, nhìn vào đống email từ khách hàng và đồng nghiệp, bạn cảm thấy ôi trời ơi. You still have the good influence of the coffee, so you fix something. Bởi vì cái ảnh hưởng của cà phê vẫn còn ở đây nên bạn có thể giải quyết được một số vấn đề. You say it's easy, I fixed everything. I'm a problem solver, I'm a good influence. Và các bạn thấy, được rồi, mình là người giải quyết vấn đề rất là tuyệt vời. Then something else happens and it's screwed up something. Nhưng mà vấn đề sau đó là một vấn đề nào đó lại xảy ra bạn cảm thấy. Crazy client, I did not check the contract well, there are some difficulties, clients will not pay. Có một số kiểu vấn đề như là chúng tôi đã không kiểm tra hợp đồng với cả khách hàng cẩn thận hơn hay là khách hàng không chịu trả tiền. And you will have an email from a big potential client and they say that they want to work with you. Sau đó thì bạn nhận được email từ một khách hàng rất là tiềm năng, khách hàng rất là lớn. Họ nói rằng họ muốn làm việc với bạn. And they say, okay, but they will pay only like 3 months later. Nhưng mà họ chỉ trả tiền sau 3 tháng thôi. And you already run out of cash, so you have to manage the company's liquidity. Rất có thể là bạn sẽ mất hết, kiểu không có tiền mặt và bạn sẽ phải cố gắng trèo chống công ty. So you have to close the company like 3 weeks later. Thế bạn sẽ phá sản và đóng cửa công ty sau 3 tuần. But then, a friend of you will come and say that, ah, you manage your company. Ah, maybe I can give you a little bit of loan, a little bit of capital. Finance the company until the big money will come to your account. Nhưng mà sau đó thì bạn bè bạn xuất hiện và bảo rằng, oh, cậu đang điều hành công ty à? Có thể giúp cậu một số vốn trước khi mà cậu có thể tìm được một vốn khác. You tell yourself, ah, I'm so bad. I'm so dumb. Wow, bình thường tuyệt vời quá đấy mà. I don't understand why I'm dumb sometimes. Why I have to challenge myself? Thỉnh thoảng tất nhiên là cũng có chút thành trầm đấy nhưng mà nhiều khi người ta phải thách thức bản thân mình. And then your colleague says that your server is dumb, somebody hacked your email, or whatever can happen, and again. Và sau đó thì cái đồng nghiệp của bạn liên lạc với bạn và bảo rằng server của công ty sập rồi, ai đó hack email của bạn, và thế là từ của bạn bị tổn thất. It's just difficult like hell. Why I'm not in the ministry to make the coffee? Lẽ ra thì mình chỉ nên đi pha cà phê nhanh. And eventually you solve it, and like it's around like midnight. Và sau khi mà tất cả mọi chuyện được giải quyết thì có lẽ là đến nửa đêm rồi. All of this can happen to you or will happen to you in a daily basis. Tất cả những cái cung bậc cảm xúc này các bạn sẽ trải nghiệm đầy đủ trong một ngày của một người doanh nhân. So this emotional roller coaster is your everyday routine. Vậy cái đường đi lên xuống này sẽ chính là cảm xúc bạn cảm xúc một ngày. It's not like I have a good day today, a bad day tomorrow. It
oh, what happens within Monday? Không phải vấn đề là hôm nay, ngày hôm nay rất là tuyệt vời, ngày hôm sau thì là tồi tệ. Và đây là tất cả những vấn đề bạn sẽ phải giải quyết trong vòng một ngày. Therefore, you need to be, mentally stable. Vậy nên các bạn phải có tinh thần thật là vững chắc. You have to trust yourself. You have to believe in yourself. You have to believe in your vision. Các bạn phải tin tưởng bản thân mình, tin tưởng vào tầm nhìn của mình. And in few cases, many cases, it works. And sometimes you have to close your business and start something. Tất nhiên là trong một số trường hợp thì các bạn cũng phải đóng cửa công ty, sau đó thì bắt đầu một cái gì đó mới hơn. A little bit about the life of employees in a big company and life of people in a startup. Not necessarily the entrepreneurs, but if you join a startup or you join a small and medium enterprise, what is the difference? The main difference is the big companies, you have the policy, you have the routine, you have the process for everything. Điều gì khác biệt giữa nhân viên của công ty lớn, một doanh nghiệp nhà nước với công ty của công ty khởi nghiệp và một doanh nghiệp nhỏ? Điều khác nhau đó chính là ở các công ty lớn ý, thì bây giờ mình đã có chính sách rồi, có các cái bước rõ ràng để làm công việc rồi. And in most of the company, you have to be senior enough. Trong hầu hết các công ty thì bạn phải ở cấp độ cao. To do some creative job. Thì bạn mới có thể sáng tạo. Like one of my favorite example is a bank. Một trong những ví dụ điển hình nhất là trong ngân hàng. You can study finance here, I did. Các bạn có thể bắt đầu từ năm tài chính. And I thought that finance, banking, investment is a super creative thing to do. Tôi nghĩ rằng là những cái thứ như kiểu tài chính này, ngân hàng đều là những thứ mà rất là đòi hỏi sự sáng tạo. But if you have your entry level job in a bank. Nhưng mà nếu mà bạn là nhân viên ở mức thấp nhất, thì bạn có biết là kiểu cuộc đời mình sẽ như nào không? You will fill some forms. Các bạn sẽ điền vào đơn. You will put some data to the computer. Các bạn sẽ điền dữ liệu vào trong máy tính. And what happened? The software and the process and the policies of the bank will decide to keep the money for the client or not. Và sau đó thì chính cái phần mềm, chính sách ngân hàng mới là người quyết định xem là người khách hàng của bạn đưa vay tiền hay không, chứ không phải bạn. It's not you. Even not your direct boss. Probably even not the boss of your boss. Thậm chí cũng không phải là người sếp trực tiếp của bạn, thậm chí không phải là sếp trực tiếp của sếp của bạn. Those people who does a creative job in the bank are very, very senior. Những người mà có thể làm được cái gì đó sáng tạo trong ngân hàng thì phải là người chức vụ cực kỳ cao. So you have two chances. Vậy nên các bạn có hai cơ hội ở đây. You either a genius in finance, hoặc là superstar. Hoặc là các bạn là một ngôi sao sáng, một người cực kỳ siêu nặng trong lĩnh vực tài chính. But if you are that superstar, why do you live in your room? Nhưng mà các bạn không tự lập cho mình. Or you are patient and you can have like 20, 30 years to grow up in the hierarchy and reach a certain level when you can do creative job. Hoặc là các bạn đủ kiên nhẫn thì là từ khoảng 20 đến 30 năm cho đến khi mà bạn đã chạm đến ngưỡng đấy và bạn có thể làm gì đó sáng tạo. Okay, a bit oversimplify this, but this is very similar for state-owned companies, large corporations. So if you go to Vingroup, for example. Có lẽ là tôi đang quá đơn giản hóa nó, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là làm việc trong doanh nghiệp nhà nước hay là làm việc trong các cái công ty lớn ấy. Thì cứ lấy Vingroup làm ví dụ chẳng hạn. That sounds fancy. Your parents will like it. Nghe có vẻ đáng ước mơ đấy nhỉ? Now, first of all, that was the first one. Yeah, điều tiên. Now, you will work a little bit. Bây giờ các bạn sẽ làm việc một chút nhé. Everyone, individually. Theo cá nhân. You make a list for yourself. Actually, two lists. Tạo hai cái danh mục cho bản thân mình. First question, you answer for yourself. Why I should start a company? Câu hỏi đầu tiên mà các bạn phải trả lời là tại sao tôi phải. Second question, why I should not start a company? Tại sao tôi không nên khởi nghiệp? So make your list, why you have to do, why you don't want to do, and after that, we will make some decisions.
Bây giờ các bạn sẽ có hai list. List đầu tiên là lý do tại sao các bạn cần phải thưởng tiền. List 2 lý do tại sao các bạn không nên thưởng tiền. And you have 5 minutes for that. Chỉ có 5 phút thôi nhá. Ladies, on your own, go drink, okay?